Thưa quý vị và các bạn, cha mẹ luôn là điểm tựa bình yên của con cái. Thế nhưng đối với hai em nhỏ Nguyễn Huyền Trang học lớp 4 và Nguyễn Xuân Bình học lớp 6 ở Buôn Tung 1, xã Buôn Chiết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc lại không có được điều bình thường ấy. Ba mất từ khi các em còn rất nhỏ, mẹ cũng bỏ đi biệt tích. Hai em phải nương nhờ ông nội là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ. Ba mất khi em Nguyễn Huyền Trang vừa tròn 3 tuổi, em Nguyễn Xuân Bình cũng chỉ mới lên 5. Chỉ vài tháng sau khi ba mất, mẹ cũng bỏ nhà ra đi. Lúc đó Bình và Trang còn có bà nội để đỡ đần lo toan, nhưng chỉ được 3 năm sau, bà qua đời vì bạo bệnh. Chăm cháu thì bây giờ bà còn sống. Thì bà ở bên bộ đội về hưu thì bà có lương hưu. Thế bà có cái lương hưu thì bà nuôi hai cháu. Dùm tôi, thế tôi thì này, về nông thôn thì không có gì. Thì tâm sự là nhờ vào bà. Thì khi bà mất thì là coi như là chế độ nhà nước cắt hết. Thì giờ thì tôi phải nuôi hai cháu này. Từ đó Bình và Trang lớn lên cùng với sự nhọc nhằn ngày càng tăng của ông nội. Vì thế Bình luôn tỏ ra chững chạc và hiểu chuyện. Thương ông vất vả bao nhiêu, Bình lại mong muốn làm được nhiều việc bấy nhiêu để ông vơi bớt phần cơ cực. Cảnh nghèo khó rồi, không có gạo, không có cơm, anh thì tôm với rau. Thỉnh thoảng thì có mẹ có thể thịt về, cứ mong cho ông khỏe, mạnh khỏe. Đã được có tiền để đóng học rồi. Đến nay, ông Mỹ đã 77 tuổi. Tuổi già, sức yếu, lại thêm vết thương ở chân thường xuyên đau nhức. Nhưng ông vẫn chưa có lấy một ngày được nghỉ ngơi. Tài sản của ba ông cháu hiện nay là 30 gốc cà phê và 20 gốc điều cằn cỗi. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ông phải nỗ lực chăm sóc cây trồng. Trước tôi đi bộ đội thì cũng bị thương, nhưng bây giờ nó chỉ có 18 phẩy thôi. Cho có mấy trăm tiền trong máu thì bây giờ già nó tái phát, đêm hôm nó đau lại, thì cũng nhiều lúc đêm cũng khó. Nhưng mà qua cái thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã vượt qua rồi, bây giờ nó mắc phải cái này nữa thì nó cố gắng đến hơi thở cuối cùng, nhưng mà chắc là cũng không sống được lâu nữa, quá yếu rồi, giờ không biết làm nào nữa. Cứ cố gắng cắn răng mà chịu thế chứ chả làm nào được. Thế thì con cháu mình bỏ thì không bỏ được. Thế thì vương thì tội, bỏ thì thương. Nó cứ phải chịu thôi chứ làm nào. Dù tình yêu thương của ông Mỹ dành cho hai cháu là vô bờ, nhưng cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt về cả vật chất và tinh thần khi không có cha mẹ ở bên. Tuổi già như đèn treo trước gió, điều mà ông trăn trở nhất là không biết có thể lo được cho các cháu đến bao giờ. Khi sức khỏe của ông hiện nay đã suy kiệt, gia đình em Bình và em Trang thì từ khi mà mẹ bỏ đi thì bố mất thì ở với ông bà, nhưng mà đến khi bà mất thì còn mình ông thì chăm sóc cháu, thì hai cháu thì cũng là tuổi cao rất yếu, nó cũng khó khăn, có mấy sầu điều thôi, thì mình, ông cháu sống qua ngày thì mình cán bộ Chữ Đỏ thì thỉnh thoảng nó thăm ghé và ủng hộ trợ cho ông xuất quà và rằng để ông hỗ trợ với cháu, và qua đây mong muốn là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ ông cháu để ông cháu có cái phần khó khăn trong cuộc sống để cho các cháu học tập. Rất mong hoàn cảnh của gia đình ông Mỹ nhận được sự động viên và giúp đỡ kịp thời của cộng đồng cũng như các nhà hảo tâm để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Nguyễn Xuân Mỹ, Buôn Tung 1, xã Buôn Chiết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0352 032 994 hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, số 1 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại 02623 850 962 và 02623 810 375. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, của quý vị và các bạn.